Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một vấn đề về cây hoa giấy cẩm thạch hồng. Đây là một loại cẩm thạch hồng, loại cẩm thạch hồng này rất là siêu bông nha các bạn. Bông rất là sáng, rất là siêu bông. Nhưng nó có một cái nhược điểm, đó là khi cây này nó hoa nó tàn đó các bạn, là nó sẽ không có rụng hoa nha. Và nó sẽ đi chiền luôn. Nó sẽ đi chiền, nếu mà chúng ta bỏ tự nhiên, chúng ta không săn sóc á, thì nó sẽ đi hoa chiền luôn. Thì như điển hình như cây trước mắt các bạn đây thì nó đang đi hoa chiền nè. Đây là những cây hoa mà sau khi nó tàn rồi nè, hoa nó tàn rồi, hoa cái hiện tượng là nó khô và nó cũ đi, nó sẽ xồ xào đó, nó xồ xào như thế này chứ nó không còn 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 tươi, không còn tươi như thế này nha. Bởi vì cái cây này là đi hoa chiền á, cho nên là cái hoa nó có dấu hiệu tàn nè, thì nó sẽ cho ra cây hoa mới. Đây ví dụ hoa, cái bông hoa này, cái bông này. Đây mình bứt một bông này nha. Đây là bông tàn nè. Bông này là nó có hiện tượng tàn nè. Và đây là cái bông này là bông hiện tượng, bông mà các bạn nhìn thấy cái màu nó sáng hơn nè. Là nó còn tơ, còn non, còn bông trên cái tay mình đang cầm là nó tàn nè. Thì nó có hiện tượng nó già đi là nó sẽ cho ra cây hoa mới. Và cây hoa này cũng vậy, nó sẽ già đi thì bên đây nó sẽ cho ra những cái nụ nè các bạn. Các bạn quan sát, các bạn thấy những cái nụ trên này ha. Thì sau khi cái hoa lớn này nè, nó tàn đi thì cái nụ này nó sẽ phát triển lên. Thì lúc nào trên thân cây hoa giấy cẩm thạch hồng này cũng đều có hoa hết. Mặc dù những tháng gần đây thì vườn mình hết phân để mà bón cho nó rồi đó. Cho nên là nó không có dinh dưỡng luôn các bạn nha. Chỉ cần tưới nước thôi là nó hoa nó ra hoa thế này nè. Đây là cái ưu điểm của nó. Nó rất là xuyên hoa, nó không cần phải chăm sóc hay tỉ mỉ như thế nào, nhưng nó chỉ có đặc tính đó. Nó chỉ có cái nhược điểm của nó tàn không rụng thôi. Do vậy khi các bạn quan sát thấy trên cây của nó tàn hoa như thế này rồi thì các bạn ra, các bạn lặt, các bạn bứt bỏ hết, các bạn bứt bỏ hết. Nếu như các bạn muốn cho nó đi hoa chiền thì các bạn bứt bỏ hết rồi các bạn để tự nhiên thôi, là nó sẽ nhảy ra hoa ra. Khi hàng này nó tàn, khi hàng khác nó sẽ lại ra. Còn nếu như mà các bạn không muốn đi chiền như thế này á, tại vì khi các bạn quan sát thấy đi hoa chiền á thì nó sẽ không đều cây nha. Bên đây thì hoa nó ít và mé bên đây thì hoa nó nhiều. Đó, tức là một cây mình á, nó hoa nó sẽ không có trổ mà rộ một lúc, nhưng mà nó sẽ chia ra nó sẽ lớt đớt ra. Nếu như các bạn muốn nó chia ra lớt đớt đi hoa chiền như vậy thì các bạn chỉ việc lặt thôi. Các bạn lặt bỏ những cái hoa già thôi là tự động nó sẽ ra tiếp tục nữa nha. Còn giả dụ như mà các bạn không muốn nó đi chiền, các bạn muốn cho nó ra sum xê đồng loạt, nó ra cùng một lúc mà nó rộ như thế này luôn nè, thì các bạn phải cắt luôn với mình. Nếu trường hợp các bạn muốn như vậy thì các bạn phải cắt luôn những cái hoa nụ luôn, hoa nụ như thế này, những cái hoa nụ mà nó mới có hiện tượng ra như thế này nè, đó, những cái nụ như thế này nè, đây là những cái nụ mà mình cũng cắt luôn, mình cắt bỏ luôn, mình cắt bỏ luôn, tặng cho nó ra cùng một lúc. Các bạn hiểu ý mình chưa? Tức là mình sẽ cắt hết luôn, tức là hoa nụ hay là hoa búp hay hoa nở gì á, hoa tàn, hoa gì á, ngọn mình cắt hết luôn nha, mình cắt hết cho mình, các bạn con hết ngọn cho mình luôn, hết nụ các lọc, các bạn con hết. Thì các bạn con hết cho mình, các bạn bón phân cho nó có năng lượng nha. Nếu mà không, bạn không bón cũng được luôn nha, nhưng mà nếu mình không bón thì cái màu sắc hoa nó không có tươi, cái màu nó không có tươi. Cái màu này chưa tươi đâu nha các bạn. Nếu mà cây này mà đủ dinh dưỡng, cái màu nó cực kỳ sáng chứ nó không phải như thế này đó. Thì các bạn bón phân cho mình và bổ sung thuốc tăng trưởng cho nó, phân bón lá và một số cái thành phần dưỡng chất khác thì sẽ giúp cho lá nó mượt hơn, hoa nó sẽ tươi sáng hơn. Còn các bạn không bón cũng không sao, nó cũng sẽ ra hoa thôi mà cái màu hoa nó sẽ không đẹp. Và như cây này thì bây giờ mình muốn nó đi rộ, mình không có muốn đi chiền. Bởi vì đi chiền thì nó sẽ không có sum xê cây. Vì đó mình muốn sum xê cây thì mình cắt hết cành, cắt hết ngọn, mình con hết những cái ngọn nụ như thế này, mình con luôn nụ này, mình con hết tất cả luôn, mình lặt hết hoa luôn. Thì mình chờ khoảng tầm, mình bón phân xịt thuốc gì đó thì tầm khoảng 10 ngày thôi, không cần nhiều nha các bạn. Đặc tính của loại này rất là nhanh. 10 ngày thôi thì các bạn quan sát là các bạn sẽ thấy nó ra nụ nữa rồi. 10 ngày sau thôi là nó sẽ ra nụ như thế này nè. 10 ngày nó sẽ ra rồi, nó rất là nhanh nha. Nó thì bắt đầu từ cái nụ đó thì nó phát triển lên hoa, nó cũng rất là nhanh. Thì tầm khoảng nửa tháng thì bắt đầu các bạn thấy nó hồng ngọn hết trơn rồi. Thì lúc đó là cái ngọn nó ửng hồng thế này luôn nè.
Tức là trong vòng nửa tháng thôi, từ cái ngày mà các bạn cắt tỉa là các bạn bón phân đầy đủ dinh dưỡng, hay là còn hai tuần thôi, nửa tháng thôi là nó sẽ như thế này hết rồi, nó xa hồng nguyên cây luôn. Cho nên loại này thì nó cực kỳ, nó nhảy hoa, nhảy hoa mà nó màu nở, mà nó màu mà nó lâu tàn nha, chứ không phải màu nở mà màu tàn nha. Loại này cực kỳ dai hoa luôn nha. Khi mà nó cho hoa rồi thì nó cho hoa khoảng hơn một tháng các bạn, hoa nó xum xê trên cây hơn một tháng sau nó mới tàn, mà nó tàn nó sẽ chuyển màu dần dần xuống như thế này. Đó, nó chuyển màu dần dần thế này mình phải bứt, tức là chu kỳ của nó là nửa tháng ra hoa, ra hoa xong một tháng mới tàn. À, tức là chu kỳ hoa nở nó gấp đôi chu kỳ không có hoa nha. Còn các bạn mà muốn cho nó hoa chuyền á, thì các bạn, một là các bạn, đây là mình để trên chậu nha các bạn, những cây này là mình đang nuôi trên chậu nè. Còn nếu mà mình trồng xuống đất á thì liên tục, cái loại này mà trồng xuống đất là nó sẽ liên tục luôn, nó sẽ xum xê cây liên tục luôn nha, chứ không phải lớt đớt như thế này. Bởi vì trên đây mình trồng á thì cái chậu mình nó bé, cái cây mình cũng tương đối lớn. Cái cây này thì hành cây này thì chắc khoảng tầm hành cây này chắc cũng tầm 20 đó các bạn, 20 hai mấy lần cái hành cây á. Nhưng mà cái chậu thì chậu 50 cm thôi, cái chậu thì bé thôi, nhưng mà cái cây thì nó cũng lớn, cái tàn thì nó cũng to nè, to cao, cho nên là cái chậu của mình nó cũng không đầy đủ dinh dưỡng cho nó nữa đó. Do đó là cái dinh dưỡng mình bổ sung không đầy đủ thì cái nó ra nó cũng không có được ngon không nha. Nếu như mà các bạn bổ sung cho nó tốt, đầy đủ dinh dưỡng, hoặc là bạn trồng xuống đất luôn á, thì nó sẽ đâm rễ ra đất, nó sẽ tự tìm nguồn dinh dưỡng riêng, và nó sẽ cho hoa nhiều hơn khi mà chúng ta để trên chậu. Đây là cái loại đặc tính của nó. Loại này thì cũng rất là nhiều bạn yêu thích cái loại này, nhưng mà nó chỉ có nhược điểm là nó tàn, nó không rụng thôi. Thì dù cái nhà các bạn mà trồng ít hơn cây hai cây thì khi mà các bạn phát hiện nó tàn, nó già, các bạn lập tức các bạn lặt hoa của nó ngay, lặt hoa ngay thì nó sẽ cho hoa ra ngay rất là nhanh. Lặt xong là khoảng nửa tháng sau là trên cây nó bắt đầu có hoa rồi, nó rất là nhanh, loại này rất là nhanh. Thì đó là đặc tính của cái thằng hoa giấy cẩm thạch hồng. Chỉ có dòng cẩm thạch hồng này với cẩm thạch tím và cẩm thạch trắng là những loại siêu bông. Những loại này thì nó cái giống này giống của nước ngoài chứ không phải của Việt Nam mình đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia nào thì mình cũng không rõ, tại vì khi mà mình mua giống lại thì mua của một người mà thông qua một người ở Việt Nam mình, chứ không phải mình trực tiếp nhập từ nước ngoài về, cho nên là mình cũng không biết nó thuộc của cái quốc gia nào. Nhưng mà cái loại này thì nó không phải là của Việt Nam. Còn những cái loại cẩm thạch lá lớn á, thì chúng ta có màu đỏ nè, màu vàng, màu cam. Những cái loại lá lớn thì của Việt Nam mình có rất là lâu rồi. Loại đó thì các bạn cắt tỉa, các bạn xử lý như là xử lý cây hoa giấy ta vậy đó, bỏ nước nó, các bạn cắt con cành, con tàn, cắt ngọn, các bạn ép nước nó thì nó sẽ ra hoa. Chứ nó không phải như này, chỉ cần chăm sóc sơ sơ thôi, các bạn chăm sóc sơ sơ thôi là nó trổ hoa rồi. Đây là cái loại giống này cũng tương đối là nó mới. Loại này thì xuất hiện tầm khoảng mình có được cái giống này là khoảng 5-6 năm nay thôi. Lúc trước thì cũng không có, nói chung là mình cũng là một trong những người mà mình sở hữu được cái giống này khá là đầu tiên cái xứ khu vực của mình đó. Thì mình mua lại từ một người ở bên Cần Thơ á, mua lại từ một người bên Cần Thơ cách đây khoảng 5-6 năm trước á. Thì lúc đó trên thị trường ở bên Sa Đéc mình chưa có loại này, và mình cũng mua loại này về mình gầy ra. Thì bây giờ bên thị trường này cũng rất là nhiều. Thì loại này nó được người ta ưa chuộng là bởi vì nó cái màu nó rất lạ các bạn. Khi mà lúc đó mình mới đem giống về nó là cực kỳ đẹp, bởi vì lúc đó thì trên thị trường đâu có cái màu sắc như thế này. Trên thị trường nó chỉ có màu đỏ, màu vàng, màu cam thôi. Nhưng mà những loại đó là đều phải xử lý ép nước đúng bài bản, đúng quy trình kỹ thuật nó mới ra. Còn mình mang cái loại này về thì nói chung là cũng thuộc dạng hàng VIP của cái xứ mình luôn các bạn. Mà giờ thì nó cũng nhiều rồi, giờ chúng cũng phổ biến rồi. Tại vì cái dòng hoa giấy này thì cũng tương đối là nó dễ nhân giống. Lúc đó mình mua về thì một cái bo như thế này, một cái bo hai mắt lá nha. Mà lúc đó mình mua 4 bo, một bo trị giá 200.000 là mình mua 800.000, mình mua được 4 bo bên Cần Thơ. Mình đem về mình làm, thì mình đem về tới đây thì nó chỉ sống được có 2 bo thôi các bạn. Tại lúc đó nó mới mà, lúc đó nó mới cho nên là nó mắc. Cái mình mua về mình làm nó chỉ sống có 2 bo thôi, còn 2 bo nó chết.
Thì cũng từ hai bo đó đó mình mới ghép, mình không, mình lúc mình mua là người ta ghép rồi nha, nhưng mà người ta ghép chưa có sống, ghép mới vừa dính thôi nhưng mà chưa có sống hẳn á, mình cũng gấp mình mua luôn. Mình mua về đây nó chết hai bo, chắc có lẽ là do mình vận chuyển đường xa các bạn. Xong còn có hai bo thôi, hai bo đó mình mới gầy ra, mình mới ghép, mình gầy giống ra rất là nhanh. Cái loại này gầy có giống là các bạn gầy rất là nhanh đó, do đó thì bây giờ thì nó đại trà phổ biến rồi. Bây giờ vườn mình thì hầu như là rất là nhiều giống rồi, giống mới có, giống giống trước cũng có, giống sau này cũng có, mình cũng gom nhặt được rất là nhiều cái loại giống. Nhưng mà vườn mình bây giờ thì ai cần đến mình xin cho hết, mình không có bán các bạn, tại mình thấy nó cũng không xứng đáng á. Cho nên là vườn mình giờ giống cũng có số loại hoa giống mới rất là nhiều, nhưng mà anh em bạn bè hoặc là những người nào đã yêu thích đã đến ta xin là mình cho hết. Lúc mà mình không có thì mình mua giá rất là cao, còn khi mà mình có rồi á, mình cũng tương đối là dư giả rồi, giống thì giờ mình cũng nhiều rồi, thay vì mình cắt mình bỏ cũng vậy à. Mình con tàn, các bạn biết mỗi lần mà mình con tàn mình bỏ là mấy cái ngọn cành mà ghép được đó, rất là nhiều, kinh khủng lắm, hàng bao luôn các bạn, rất là nhiều, mình bỏ nó cũng phải lãng phí đó. Cho nên là anh em nào đến xin yêu thích hoa đến xin là mình cho hết, mình không có bán mình cho luôn, cho không mình không có bán nữa. Còn lúc trước thì mình mua giống rất là mắc đó. Thì các bạn đặt tỉa cái như thế này, như là mình tỉa sơ sơ, mình lặt cái đuôi cành trên thì mình bón phân cho nó, mình cho nó tí thuốc nha, để cái màu hoa của nó tươi hơn, cái màu lá đợt sau nó tươi hơn. Thế là xong. Đây là loại hoa này rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video gần đây nhất. Xin chào.